XVPN đồng hành cùng video này. Bạn đang gặp khó khăn khi lướt mạng trong thời buổi cá mập đầy rẫy, rồi thì ngư dân, tàu chiến hỏi thăm nhau làm đứt hết cáp, rồi thì bạn lo sợ dữ liệu nhạy cảm của mình bị đánh cắp, hay vô vàn lý do nữa khiến cho dịch vụ Internet của bạn không thể phục vụ được tối đa cho nhu cầu của bạn. Đừng lo lắng, XVPN sẽ giúp bạn. XVPN là một trong những phần mềm tiên phong về mạng riêng ảo, giúp khắc phục hầu hết tình trạng bất lợi về tốc độ mạng, cũng như là một công cụ đáng tin cậy để bảo vệ quyền riêng tư, ẩn danh cá nhân của khách hàng. XVPN hiện đã xuất hiện trên tất cả các nền tảng hệ điều hành lớn nhất hiện nay như Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Fire TV, v.v. Hãy truy cập vào trang web www.xvpn.io để giúp bạn có thể thoải mái nhất khi tham gia môi trường Internet. Chào mừng anh em đã quay trở lại với X-Studio. Như đã biết thì Snapdragon 845 là con chip xử lý mạnh nhất của Qualcomm trong năm ngoái và cũng là đại diện của điện thoại Android nói chung trên mảnh đất flagship để đối đầu với iPhone. Cách đây mới chỉ một năm, nhưng Snapdragon 845 đã là niềm mơ ước của rất nhiều anh em đam mê chơi game di động. Nhưng khi đó, giá bán máy vẫn còn rất cao, kể cả là Xiaomi cũng vẫn phải từ ít nhất 7 đến 8 triệu đồng. Tuy nhiên, một năm trôi qua và Snapdragon 845 hiện giờ đã không còn là đại diện về hiệu năng của phân khúc cao cấp nữa. Thì cũng là lúc mà chúng ta đã bắt đầu có thể sở hữu các điện thoại dùng con chip cao cấp một thời này với mức giá cực kỳ rẻ để anh em gamer có thể cày thoải mái mà không phải chi ra quá nhiều tiền như trước. Sau đây sẽ là một số đề cử của X-Studio để anh em có thể tự tìm kiếm một lựa chọn như vậy. Ở vị trí thứ nhất là chiếc LG G7 ThinQ. Đây là chiếc smartphone flagship của LG ra mắt vào đầu năm ngoái và giờ thì nó đã trở thành mẫu điện thoại giá rẻ nhất có chip Snapdragon 845 trên thị trường điện thoại cũ. Máy được trang bị camera kép 16MP với điểm nhấn về AI cho chất lượng ảnh ở mức khá và một màn hình LCD 6,1 inch siêu sáng. Máy cũng được tập trung mạnh mẽ vào khả năng chơi nhạc với hệ thống loa boombox có âm lượng rất lớn bằng cách sử dụng toàn bộ bề mặt điện thoại để cộng hưởng âm và tạo ra âm bass cực trầm và lớn. Bên cạnh đó là con chip âm thanh độc quyền 32-bit Hi-Fi qua DAC và tiêu chuẩn DTS:X 3D Sound, có thể coi là một báu vật cho các anh em có nhu cầu cao về âm thanh. Phần cứng xử lý của LG G7 ThinQ bao gồm 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và dĩ nhiên là con chip Snapdragon 845 là thừa đủ để anh em chiến game rồi. Và nếu có điểm gì khiến chiếc điện thoại này khó nổi bật thì có lẽ là phần thiết kế khá là nhạt nhẽo mà thôi. Ở vị trí thứ hai là chiếc Xiaomi Pocophone F1. Pocophone F1 là chiếc điện thoại khởi đầu cho chiến lược tách các sản phẩm phá giá cấu hình của Xiaomi thành một thương hiệu riêng và rõ ràng là công ty đã thành công rực rỡ. Khi ra mắt thì chiếc smartphone này có mức giá khởi điểm từ 7 triệu đồng và bây giờ chúng ta đã có thể dễ dàng tìm được ở mức giá chỉ từ hơn 4 triệu đồng một tẹo, tức là thấp gần một nửa so với trước đây. Điểm nhấn lớn nhất của Pocophone F1 chính là khả năng xử lý với con chip Snapdragon 845 và hệ thống tản nhiệt hiệu quả cùng dung lượng RAM dư giả lên tới 8GB tùy phiên bản, nên chắc chắn đây sẽ là chiếc điện thoại cực kỳ đáng giá để chiến game bây giờ. Với các thông số khác thì chiếc Pocophone F1 sẽ được trang bị màn hình IPS LCD 6 inch Full HD, camera kép 13MP cộng 5MP được đánh giá khá cao về chất lượng hình ảnh, pin từ 4000 mAh cùng sạc nhanh QuickCharge 3.0 được hỗ trợ. Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng với lớp vỏ nhựa của mẫu điện thoại này thì Xiaomi cũng cung cấp thêm tùy chọn vỏ làm từ sợi Kevlar siêu bền giúp điện thoại trở nên sang trọng và nổi bật hơn. Thứ ba đó là chiếc LG V40 ThinQ. V40 là phiên bản kế nhiệm cho V30, không mấy thành công của LG vào năm 2017 và thực tế là kể cả như vậy thì V40 cũng không phải là một chiếc điện thoại thành công khi tính đến thời điểm bây giờ. Nhưng bù lại thì chiếc điện thoại của LG ở thời điểm hiện tại vẫn là một sản phẩm đáng giá cho anh em chiến game với con chip Snapdragon 845 được cài cắm sẵn cùng các thông số vẫn ở mức tốt như là RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB và hệ thống camera 3 ống kính cho hình ảnh tương đối chất lượng trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Cuối cùng, V40 ThinQ cũng là một mẫu điện thoại có chất lượng phần cứng rất tốt với lớp sơn mờ sang trọng, mặt lưng kính, vỏ kim loại cùng màn hình trải nghiệm rất rộng. Đây cũng là chiếc máy hiếm hoi của LG chưa bị ghi nhận lỗi đột tử cho đến bây giờ. Và có chăng thì chỉ là một vài mẫu máy bị lỗi hở sáng màn hình mà thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến trải nghiệm chung của sản phẩm. Thứ tư và cũng là cuối cùng, chiếc Xiaomi Mi Mix 2S. Trước khi chiếc Mi Mix 3 hay là Mi Mix 3 5G đầu năm nay ra mắt thì Mi Mix 2S là chiếc flagship đáng mua nhất của Xiaomi. Còn ở thời điểm hiện tại, nó sẽ là một trong những mẫu máy đáng mua nhất, rẻ nhất có con chip Snapdragon 845 không chỉ mang đến những cải tiến mạnh mẽ bậc nhất mà công ty Trung Quốc có được ở thời điểm này, mà Mi Mix 2S tiếp tục thể hiện thế mạnh của Xiaomi ở thiết kế điện thoại cao cấp với màn hình không viền trong thiết kế mạnh mẽ, vuông vức, sang trọng. Camera của chiếc Mi Mix 2S thực sự có thể coi là điều đáng tự hào của Xiaomi khi nó được đánh giá ngang cơ với cả chiếc iPhone X đắt đỏ nhất của Apple. Dù mức giá chỉ bằng một nửa
và giờ thì chắc là bằng 1/4. Bên cạnh đó, Xiaomi đã tiếp tục phát huy một cách tuyệt vời truyền thống, rẻ đẹp mạnh khi mang đến cấu hình thuộc hàng khủng nhất thế giới Android năm nay cho chiếc Mi Mix 2S với RAM lên tới 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, chip xử lý Snapdragon 845. Giá bán tham khảo của chiếc máy này hiện tại là từ 4,8 triệu đồng. Vậy thôi, vừa rồi là những đề cử của Xstudio về những chiếc điện thoại có con chip Snapdragon 845 và giá chỉ từ 3,5 triệu đồng cho anh em gamer. Anh em nghĩ sao về 4 mẫu điện thoại này? Hãy comment ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng Xstudio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.